Trong lúc những câu hỏi xung quanh vụ việc bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang còn chưa lắng xuống, chùa Phật Quang lại tiếp tục gây chú ý với kế hoạch cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng trái phép. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 35 công trình không phép trên diện tích hơn 25.000 m², thậm chí có phần diện tích rừng phòng hộ bị sử dụng sai mục đích. Dù đã nhiều lần bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, nhưng chùa vẫn phớt lờ, khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng và thu hút sự chú ý của công chúng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì, có 35 công trình xây dựng trái phép. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang lên kế hoạch để thực hiện việc cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại Thiền Tôn Phật Quang, mới đổi tên thành Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang trụ trì. Chùa Phật Quang đã bị cơ quan chức năng thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Trong đó có 36 công trình xây dựng, nhưng 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ, nhưng chùa không thực hiện. Việc xây dựng hàng loạt công trình không phép trên diện tích hơn 25.000 m² cho thấy có một phần diện tích rừng phòng hộ đã bị phá dỡ, sử dụng sai mục đích. Một công trình duy nhất được cấp phép là xây dựng và sửa chữa chánh điện trên diện tích 228 m². Tuy nhiên, chùa đã xây trên diện tích hơn 445 m². Hiện công trình này đã được tháo dỡ. Những ngày qua, tại cổng chùa Phật Quang, rất nhiều người đến để livestream, chụp ảnh, quay phim. Tuy nhiên, nhiều người đã bị bảo vệ chùa đề nghị không quay phim chụp ảnh và không được vào bên trong khuôn viên chùa. Với lý do đang hạn chế người để tổ chức khóa tu, sợ ảnh hưởng đến người khác tu tập. Một số người bán hàng gần chùa Phật Quang cho biết, có rất nhiều nhóm người đến để quay phim, nhưng mọi người chỉ được đứng bên ngoài. Gần đây cũng ít Phật tử đến chùa, kể cả dịp lễ lớn như lễ Vu Lan vừa qua. Trước đó, vụ lùm xùm văn bằng cấp 3 và tiến sĩ luật của Thích Chân Quang cũng đã khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực, đặc biệt khiến dư luận bức xúc. Trong một diễn biến liên quan, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo văn bản, ngày 30 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thông qua giấy giới thiệu về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm của kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Vương Tấn Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Người Lao động có trao đổi với luật sư Lê Ngọc Luân, hãng luật Goldkey, về trách nhiệm cũng như góc độ pháp lý. Theo luật sư Lê Ngọc Luân, ông biết được thông tin Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định ông Vương Tấn Việt không có bằng cấp 3 hệ bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Giả thiết đặt ra, ông Việt sử dụng bằng cấp 3 này, không có bằng cấp 3 khác, để học cao hơn như chương trình tiến sĩ tôn giáo ở Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hoặc trước đó đã được cấp bằng ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội, cử nhân luật, tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong trường hợp này, ông Vương Tấn Việt sẽ bị buộc thôi học tại Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Hà Nội, đồng thời bằng cấp 3 cũng như tất cả bằng cấp sau đó ở hai trường này hoặc các trường khác, nếu có, sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn theo quy định tại khoản 3, điều 20, thông tư 08, ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm của Trường Đại học Luật Hà Nội trong trường hợp này được đặt ra khi ông Việt sử dụng bằng cấp 3 hệ bổ túc để học cử nhân luật hệ vừa làm vừa học, sau đó học tiếp tiến sĩ. Trường hợp ông Việt sử dụng bằng Đại học Ngoại ngữ để học văn bằng 2 cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, thì trách nhiệm sẽ thuộc về trường cấp bằng là Đại học Ngoại ngữ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm trả lời cho cơ quan nhà nước và dư luận biết là một người chưa tốt nghiệp bậc giáo dục phổ thông,
có thể học được chương trình cử nhân luật xếp loại giỏi và tiến sĩ loại giỏi trong vòng khoảng 2 năm không? Từ đó làm rõ có vi phạm, có tiêu cực gì trong quá trình đào tạo cử nhân luật, tiến sĩ luật đối với trường hợp của ông Vương Tấn Việt không? Những vấn đề này không ai khác trả lời chính xác hơn ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội, và điều này cũng thuộc về trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Đối với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phải căn cứ vào các quy định của giáo hội để xử lý kỷ luật, và nếu thấy hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, thì phải gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan điều tra xác minh xử lý theo quy định. Theo dõi kỹ diễn biến và thông tin từ báo chí cho thấy vụ việc này có dấu hiệu tội phạm, cụ thể là hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 341, 359 Bộ Luật Hình sự 2015. Vì vậy, cơ quan điều tra cần xem xét khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và hành vi có dấu hiệu tội phạm không bị bỏ lọt. Tiết lộ thời gian lấy bằng ngoại ngữ của Thượng tọa Thích Chân Quang. Trường Đại học Hà Nội cho biết hiện trường không còn lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, do thời hạn lưu giữ hồ sơ tuyển sinh là đến khi kết thúc khóa học. Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội, là trường đại học đầu tiên cấp bằng cử nhân ngành tiếng Anh cho ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, vào năm 2001. Điều này đồng nghĩa với việc Trường Đại học Hà Nội là nơi ông Vương Tấn Việt nộp bằng cấp 3 làm điều kiện tuyển sinh đầu vào để theo học bậc đại học. Năm 2019, ông Vương Tấn Việt tiếp tục được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân ngành luật, văn bằng 2, vừa học vừa làm, xếp loại giỏi tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Liên quan đến quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Hà Nội, đại diện nhà trường cho hay ông Việt theo học chương trình ngành ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo từ xa trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2001. Thời gian học ngành ngôn ngữ Anh của ông Vương Tấn Việt kéo dài 6 năm 4 tháng, từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 12 năm 2000, hệ đào tạo từ xa. Bằng tốt nghiệp đại học của ông Việt được cấp vào đầu năm 2001. Như vậy, thời gian đào tạo 6 năm 4 tháng nằm trong khung thời gian cho phép đối với hệ đào tạo từ xa. Hiện nhà trường không còn lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt, vì theo quy định, thời hạn lưu giữ hồ sơ tuyển sinh là đến khi kết thúc khóa học. Trường Đại học Hà Nội cho hay đã phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát báo cáo thông tin về hồ sơ học tập của ông Vương Tấn Việt. Sau khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý về bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Việt, nhà trường sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trước đó, như báo Người Lao động đã thông tin, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7, Sở này có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Qua buổi làm việc này, Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 như sau: không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về bằng tốt nghiệp cấp 3 của Thượng tọa Thích Chân Quang. Tối ngày 13 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có thông tin chính thức liên quan đến văn bằng của ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, đang gây ồn ào trên mạng xã hội. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, thời gian qua, khi có các thông tin về văn bằng của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục liên quan báo cáo. Bộ Giáo dục Đào tạo đồng thời cùng lúc tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh và phối hợp xác minh làm rõ thông tin, minh chứng trên tinh thần và nguyên tắc kỹ lưỡng, cẩn trọng, tuân thủ đúng quy định pháp luật.
về nghi vấn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt. Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, dư luận đang căn cứ vào văn bản của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trả lời Ban Tôn giáo Chính phủ để cho rằng ông Vương Tấn Việt không có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa hoặc chưa tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, điểm trọng yếu cần làm rõ là liệu thông tin văn bằng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh có đúng là thông tin trên văn bằng của ông Vương Tấn Việt sở hữu hay không. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có thông tin và văn bản trả lời của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đã kiểm tra trên hồ sơ tại kho lưu trữ của Bộ Giáo dục Đào tạo từ cách đây hơn một tháng. Với các thông tin ban đầu là ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay đã bước đầu xác minh được việc nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác. Một là xác minh có đúng là văn bằng của ông Vương Tấn Việt với các thông tin như vậy hay không. Hai là nếu thông tin văn bằng nói trên không trùng với thông tin văn bằng do ông Vương Tấn Việt sở hữu, thì cần tiếp tục làm rõ theo các kênh khác. Liên quan đến việc xác minh hồ sơ quá trình đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ quá trình đào tạo của ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hồ sơ quá trình đào tạo về cơ bản không trái với các quy định pháp luật áp dụng cho trường hợp người học Vương Tấn Việt. Trong hồ sơ thể hiện một số thiếu sót trong quá trình đào tạo nhưng đã được khắc phục trong quá trình đào tạo đó. Về thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi các chuyên gia phản biện thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiến hành thành lập hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, Bộ là cơ quan quản lý nhà nước, đưa ra các quyết định và xử lý phải cẩn trọng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh vụ việc, có những thông tin chưa được phép công bố khi chưa có đầy đủ căn cứ. Bộ Giáo dục Đào tạo đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để có thông tin rõ ràng, chắc chắn trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra công bố chính thức. Ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo văn bản, ngày 30 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thông qua giấy giới thiệu về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bản ghi tên ghi điểm của kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Vương Tấn Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, mạng xã hội rộ lên nghi vấn liên quan bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Thượng tọa Thích Chân Quang. Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, Thượng tọa Thích Chân Quang đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ trước thời hạn, bảo vệ luận án vào tháng 12 năm 2021. Trường Đại học Luật Hà Nội nói gì về việc cấp bằng tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang? Theo quy định chung về quy chế đào tạo tiến sĩ, sau khi được chấp nhận vào chương trình, nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo, bao gồm các học phần bổ sung nếu cần thiết. Họ cũng phải công bố các bài báo khoa học, tham gia các hội thảo quốc tế và có được sự đồng ý của người hướng dẫn để bảo vệ luận án. Việc này đòi hỏi nghiên cứu sinh phải nỗ lực rất nhiều trong việc nghiên cứu và học tập. Nhằm giải đáp những thắc mắc từ dư luận cũng như phản ánh của báo chí về quá trình đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật cho học viên Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang,
chiều ngày 25 tháng 6, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thông tin về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt. Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959, đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Cụ thể, năm 2017, học viên trúng tuyển văn bằng 2, khóa 1, trình độ Đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật văn bằng 2, vừa làm vừa học, theo quyết định số 140 ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi. Tháng 11 năm 2019, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023, theo quyết định 4567 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh và tới ngày 9 tháng 12 năm 2021, ông Việt bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ luật, ngành luật hiến pháp hành chính. Liên quan đến quá trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, căn cứ trên luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018, quyết định số 1981 ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 08/2017 ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 4 tháng 4 năm 2017, quyết định số 261 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, nhà trường ra thông báo tuyển sinh số 2190 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019. Theo đó, người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện sau, có một trong các văn bằng sau đây: A. Bằng thạc sĩ luật học, đúng ngành hoặc khác ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh có bằng thạc sĩ luật học khác ngành đăng ký dự tuyển, thì sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển. B. Bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, trường có thêm thông báo số 3679 về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 để phù hợp với quyết định số 261. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định áp dụng với trường hợp của ông Vương Tấn Việt là đủ điều kiện được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cũng theo nhà trường, ông Vương Tấn Việt có đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ. Cụ thể, có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật loại giỏi, là tác giả một báo cáo khoa học in trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017, có năng lực ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017 ngày 4 tháng 4 năm 2017 và Điều 6 Quyết định 261. Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết thêm, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Năm 2020 đến năm 2021, nghiên cứu sinh đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Đồng thời, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, nghiên cứu sinh có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo, đơn đề nghị được bảo vệ luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, tổng thời gian đào tạo của ông Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ
tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng. Như vậy, đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của thông tư 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định 261 của trường. Như vậy có thể thấy rằng, thời gian ông Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, theo học chương trình tiến sĩ từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022, trùng với giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Đại dịch đã gây ra nhiều khó khăn và hạn chế trong việc học tập và nghiên cứu, đặc biệt là đối với các hoạt động học thuật đòi hỏi sự tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, ông Quang đã hoàn thành chương trình tiến sĩ của mình trong thời gian này. Điều này đặt ra câu hỏi về cách thức ông đã theo học và hoàn thành các yêu cầu của chương trình trong bối cảnh hạn chế của đại dịch. Việc ông Quang có thể hoàn thành chương trình tiến sĩ trong thời gian ngắn như vậy, bất chấp những khó khăn do đại dịch gây ra, là một điểm gây tranh cãi. Để hiểu rõ hơn, cần xem xét cụ thể các biện pháp mà Trường Đại học Luật Hà Nội đã áp dụng để đảm bảo quá trình đào tạo không bị gián đoạn và các điều kiện học tập nghiên cứu mà ông Quang đã sử dụng. Theo quy định thông thường, thời gian đào tạo tiến sĩ tối thiểu là từ 3 đến 4 năm và đối với một số chuyên ngành đặc thù có thể kéo dài đến 7 năm. Với thời gian 2 năm 3 tháng, ông Thích Chân Quang đã hoàn thành chương trình tiến sĩ nhanh hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Việc hoàn thành chương trình tiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, là điều hiếm gặp và có thể xem là siêu nhanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.